Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với Người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lại tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn. Lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Xin kính chào quý cộng đoàn. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bắt đầu Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Chúng ta biết rằng sau khi sáng tạo con người, Thiên Chúa đặt để nguyên tổ loài người trong vườn địa đàng. Hai ông bà được sống trong hạnh phúc, trong tình nghĩa với Thiên Chúa, không phải đau khổ, không phải bệnh tật và không phải đón nhận cái chết. Rồi mỗi chiều, ông bà được đi dạo trong vườn với Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa yêu thương con người mà ma quỷ ghen tị, hơn nữa nó muốn hãm hại con người. Ma quỷ cám dỗ ông bà để ông bà không chấp nhận cái giới hạn của thân phận con người. Ông bà muốn vươn lên, muốn bằng Thiên Chúa. Và chính khi muốn vươn lên, muốn bằng Thiên Chúa, thì ông bà lại nghe theo lời quyến rũ của ma quỷ, phản bội lại Thiên Chúa và giơ tay hái trái cấm. Cái hậu quả của tội lỗi là từ đây ông bà đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa và sống trong tội lỗi, và tội lỗi đi vào trong nhân gian. Hậu quả của tội lỗi đấy là ông bà phải đau khổ và phải chết. Và chính cái hậu quả thảm khốc này được truyền lại cho nhân loại trong dòng thời gian. Thế nhưng Thiên Chúa là đấng nhân từ và giàu lòng hay thương xót. Ngài không muốn con người sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Ngài hứa ban cho nhân loại một đấng cứu thế. Đấng cứu thế sẽ sửa lại những hậu quả thảm khốc do tội Adam gây nên. Ngài nối lại nhịp cầu cảm thông giữa trời và đất và giao hòa giữa con người với Thiên Chúa. Đấng cứu thế đấy là Đức Giêsu Kitô. Ngài là con Thiên Chúa làm người. Kính thưa cộng đoàn, khi đến trong trần gian này, mặc lấy thân phận con người, Đức Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ. Cám dỗ gắn liền với thân phận con người, vì con người có tự do. Cái tự do chỉ thực sự có giá trị và ý nghĩa khi nó đi liền với những cái chọn lựa của con người. Và chúng ta biết rằng, những chọn lựa thật dứt khoát của Đức Giêsu trong tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay, cho chúng ta biết ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu để chiều theo bản năng của mình mà khước từ thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay
cho chúng ta thấy ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Cơn cám dỗ trước hết, ma quỷ đánh vào cái bản năng sinh tồn của con người. Cái thân xác con người của chúng ta luôn luôn muốn được an toàn, muốn được nâng niu, muốn được chiều chuộng, muốn được no đầy mọi sự. Đây là cái nhu cầu thật thiết thân. Nhưng nếu chúng ta cứ chạy theo cái nhu cầu vật chất và thể lý này, thì con người không còn ý thức được và đánh mất đi cái nhu cầu tâm linh của con người. Cái cám dỗ thứ hai là ma quỷ nhắm vào cái bản năng thèm khát địa vị, chức quyền để chúng ta thống trị người khác. Và quả thật như thế, con người rất dễ chạy theo tiện nghi, tiền của, rồi kiến thức, rồi tài năng, đủ thứ mọi sự trong cuộc đời này. Và cái khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn là điều chính đáng. Thế nhưng mà nó luôn luôn có một cái điều kiện là thỏa hiệp với ma quỷ, với sự dữ, để chúng ta có được những cái tiện nghi, những cái lợi ích ở trần gian này. Cái nguy hiểm là ở chỗ này. Cơn cám dỗ thứ ba, đây là ma quỷ không xúi dục con người chối bỏ Thiên Chúa, nhưng mà nó khuyến khích người ta cầu xin Ngài ban cho chúng ta được một phép lạ. Và những cơn cám dỗ này thúc đẩy người ta dùng quyền năng của Thiên Chúa mà trốn tránh những cái nghịch cảnh và thích phô trương, hoặc là mượn danh nghĩa tông đồ để mà cầu danh trục lợi. Người ta ép Thiên Chúa phải làm cái điều này cho mình, phải bắt Thiên Chúa làm điều kia cho mình. Mình lên chương trình, mình lên kế hoạch mà mình nài ép Chúa phải thực thi cho mình. Nếu như mà Thiên Chúa không có thực thi cho mình thì mình ngã lòng trông cậy và mình nguyền rủa Thiên Chúa. Cái cơn cám dỗ này xem ra rất là tinh vi. Vậy thì chúng ta biết rằng Đức Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy đi vào trong sa mạc để chay tịnh. Quả thật đây là một cái thời gian đầy thử thách để chuẩn bị cho sứ vụ loan báo tin mừng, để gặp gỡ Thiên Chúa, để đón nhận sức sống và thánh ý của Thiên Chúa, để rồi từ đó thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cứu chuộc con người. Nhưng ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu cùng với những cái chiến thuật mà nó đã dùng để cám dỗ ông bà nguyên tổ khi xưa. Từ của ăn vật chất đến việc thử thách Thiên Chúa và muốn trở nên ngang hàng với Ngài. Đức Giêsu không nghe lời cám dỗ của ma quỷ, nhưng quyết thực hiện cái chương trình cứu độ trần gian. Ngài chiến thắng ma quỷ nhờ lời của Thiên Chúa, vì Ngài đã đón nhận sức sống và ân sủng của Thiên Chúa. Và rồi ngày hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi. Thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay gắn liền với thân phận con người và mời gọi con người thiết lập cái tương quan với Thiên Chúa để vượt thắng những cám dỗ, những thử thách trong cuộc đời. Thế nhưng để chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ và những thế lực tối tăm trong cuộc đời này, thì con người phải gắn bó với Thiên Chúa, sống bằng sức sống của Ngài và chọn Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Ngài mà thôi. Thế nhưng chúng ta có dễ dàng vượt qua những thử thách và dễ dàng thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời không? Thưa, chẳng dễ một tí nào cả. Vì sao vậy? Vì trong cuộc sống, ma quỷ vẫn luôn tiếp tục cám dỗ chúng ta. Khi chúng ta mải mê đuổi theo những nhu cầu tiêu thụ quá đáng, muốn có tất cả và muốn có tức khắc, thì chúng ta bị ma quỷ khuất phục khi muốn thỏa mãn những nhu cầu của bản thân bất chấp thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào trong tương quan với Thiên Chúa, kín múc lấy sức sống ở nơi Đức Giêsu Kitô, và xin cho người tín hữu biết cùng với Đức Kitô kết hợp mật thiết với Ngài để chiến thắng cám dỗ và ma quỷ. Trong lời kinh lạy Cha, Đức Giêsu dạy chúng ta: xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
lời kinh chúng ta đọc một ngày không biết bao nhiêu là bận, thì luôn luôn nhắc nhớ chúng ta có Chúa luôn ở cùng để mình đi vào trong tương quan với Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta cũng biết chọn Chúa là tất cả, là lẽ sống trong cuộc đời của mình, để cùng với Ngài chúng ta vượt qua những cám dỗ và hoàn trọn ơn gọi của chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Xin kính chào quý cộng đoàn. Ra giết những lời mời, người hãy ăn vào trái cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài, dùng giá thấp hèn bản năng, thôi thúc những mộng đời, tìm kiếm danh lợi quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tin yêu. Được giàu sang, ra giết những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm. Ôi cơn mê cao sang, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khốn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngại ngùng, từ chối neo đường thấm ra. Ôi cơn mê buông xuôi, cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, ra lãnh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tin yêu. Xin Chúa đến.